Vâng, vâng. A8. It's kinda hot. Hôm nay tôi sẽ chơi lại những từ game mà hồi nhỏ tôi chơi đấy anh em à. Đây, nhưng mà hồi nhỏ tôi chơi toàn mấy game hai người không à. Nên là không có mấy game một người trong đây nhé. Nói chung là chơi với bot cũng được mà anh em, đúng không? Và game đầu tiên đó chính là Fireboy and Water Girl. Đây có thể là một cái tựa game mà hồi nhỏ rất là chơi hot anh em à. Giờ tôi chơi hai... Tôi nhầm anh em. Ôi, what? Giờ tôi phải chơi hai tay luôn ấy. Coi tôi qua được vòng 1 không nhé. Tôi sẽ đi con màu đỏ này trước. Xanh. Hơi. Tôi sẽ vận dụng hai não. Hình như não trái của tôi hết hoạt động rồi anh em à. Tôi nghĩ là như vậy. Nhảy. Rồi đứng đó, đứng đó, đứng đó, đứng đó. Giúp. Đi qua luôn. Nhảy. Nói chung là giờ tôi vẫn nhớ cách chơi ấy. Nè coi tôi đi hai người nhảy được luôn nè. Ây không được. Ôi ôi ôi. Ôi ôi ôi. Ui ui. Ui tôi nhớ nhảy rồi mà ta. Vô lý thế nhờ. Tôi phải qua được màn 1 anh em ạ. Nói chung là tôi phải qua được màn 1. Ừ. Thế à. Tôi phải điều khiển con này lên rồi. Ê cái bàn phím của tôi nó bị cái gì á. Cây thế. Mà nhất định phải qua được màn 1 đấy. Ui ui. Sao nó nhảy không được. Ui ui. Yes. Ui. Yep. Ngon 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 ngon. Đấy, cái bàn phím của tôi nó không nhảy được đấy anh em ạ. Bật thật sự. Hình như chỗ này là hết chướng ngại vật rồi. Qua sẽ dễ hơn đấy. Thả cái nút ra quên. Nhảy. Hụi. Thả ra. Nhảy lên luôn, sợ cái chi nhờ. Hai người cùng đẩy. Ôi chết. Ôi kìa coi. Ở con. Easy 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 easy. Sao cái nút đúp nó không nhảy anh em ạ? Bàn phím gì phế thật sự. Khoan. Cái gì cũng phải từ từ. Yup. Xong màn 1 cũng khá là easy anh em à. Mà thật sự tôi chết khá là nhiều luôn ấy. Chào mừng anh em trở lại với Football Legend 2016. Thì giờ nó cũng đã ra bản 2019 rồi anh em ạ. Nhưng hồi nhỏ là tôi chơi là 2016. Thế nên là có nó ra sao. Nói chung là nãy giờ tôi cũng vô tôi test để quen tay anh em à. Mà thật sự nó cũng khó đấy. Tôi sẽ giành giải vô địch luôn cho anh em xem nè. Cái gì từ từ thôi hả. Bốn cái. Đấy. Trời easy. Easy. Màn này cũng bờ rồ lắm anh em ạ. Không phải tôi đá hụt đâu mà tôi đang nhử đấy anh em ạ. Ui, mày tuổi luôn nè. Mày tuổi luôn. Trời ơi, tỉnh hết. Messi mà. Messi mà. Messi, Messi, Messi. Có. Chui, chui, chui. Chui, chui. Chui. Ui, chúng gì chúng cũng sao ngang. Ừ, hên quá, sẽ chết. Thôi chắc tôi không đá đâu anh em. Tôi sẽ thủ thôi. Chứ này ghê lắm. Đợi skill lên mà chơi. Ui, vừa nói luôn, thôi vào rồi kìa anh em. Không biết tôi có lấy được chức vô địch hay không đây. Oh no. Trời ơi, canh hết. Bốm, rồi. Bốm. Ôi, chưa. Trời ơi, what. Ui, khó thế. Ui, tôi bên đây à. Xanh á. Mẹ tôi cứ điều khiển mà tôi không biết tôi đang đâu luôn đấy anh em. Xí rồi, tao nói xí rồi. 8 giây nữa. 8 giây mà sao nó gỡ được hai bàn. Đúng không, vô lý. Tao đứng đây thôi, mày đá vào cho mày một. Đá vào thiệt luôn kìa. Nope. We can lose. Yes. Thắng rồi anh em. Rồi chung kết luôn. Để coi Neymar sẽ làm được cái gì đây. Ui khó đấy. Rồi. Trời ơi. Có tương lai. Neymar có tương lai. Có tương lai. Ừ không gỡ lại được trái này. Ui. Ổn mấy. Ôi ơi đẹp. Mày xạo. Ôi đẹp. Cũng được anh em. Đấy mày đứng tao đứng đây đấy. Mày đá vào rồi. Mày đá. Ôi. Again. Ôi mày đứng. Rồi xong. Ôi chưa vào à. Vô lý. Ừ vào. 8-4. Trận kết gì đá 8-4 thôi nghỉ đi. Giải nghệ ba ơi. Đá gì nữa. Nghỉ đi. Vào luôn nha. Vô địch luôn nha. Barcelona nha. Có lẽ đây là cái game mà tôi thích nhất khi mà tôi còn nhỏ đây anh em. Xe bắn xe tăng đây. Đấy. Tôi là cái thằng xanh nha. Tại bên kia nó không có người chơi nên là tôi vô tôi test game hồi nhỏ của tôi cho anh em xem thôi. Đấy. Tôi sẽ lượm mấy cái này. Cái này là có vẻ là cái nguy hiểm nhất có thể tự bóp mình được. Cứ bắn nó đi anh em à. Từ nó sẽ nổ ra. Đấy. Cái mảnh này mà anh em trúng là anh em sẽ chết. Đấy, giống như chiếc màu đỏ vậy đấy. Khá là ngẫu nha. Cái số nồng cho anh em xem. Ngầu lắm, nó ngầu lắm. Ôi. Nhưng mà cũng ngầu thiệt anh em ạ. Tôi sẽ test luôn cho anh em cái tỉa nha. Tinh lửa chứ. Tôi sẽ đứng xa xa xíu cho nó chai hắt một chút xíu. Đấy, kiểu như chỗ này này. Đứng bắn xuống. Damn. Ôi. No. No. Ừ hên quá anh em à. Không chơi ngu nữa. Cái đó tôi không chơi ngu đâu.
What the f***? Tôi sẽ cho anh em thấy thế nào là laser. Chú. Yep. Ngầu xưa. Ui. Yep. Đùng. Đấy, tên lửa là cũng ngầu đấy. Game cũng khá là vui nếu mà chơi ba người. Có vẻ anh em biết game này chứ hả? Nhưng mà chắc chắn game này cũng khá còn khá là nổi tiếng, cũng nhiều người chơi đấy. Gun Mayhem. Chắc mày còn sống á. Chắc mày còn sống á. Xanh á. Khi mà tao đã chơi là chắc mày còn sống á. Good. Oh, minigun nữa. Good. Tuổi luôn à. Ôi ôi. Ôi ôi. Tao như con cá mập, mày như con cá con vậy. Come here boy. Có vẻ là cái màn này khó qua nhất. Ui. Xem chết. Mày. Ui. Chuẩn vậy. Chuẩn anh em. Chuẩn vậy. Ui. Ngon ngon ngon. Đường đạn. Ui. Ừ chưa chết. Đường đạn phế vật. Mày chưa chết đi. Ui. Chưa chết luôn rồi. Ôi, chết luôn rồi. Ui nhảy. Ui, nhảy được luôn. What the f. Vô lý vừa. Vô lý. Vô lý vừa. Ui. Ui. Vãi. Vãi. Ôi ôi ôi. Vãi chưa. Đấy. Lên được cấp 4 rồi đấy. Bùm. Ui. Ừ. Tụi con sống. Mày tới đây. Mày tới đây. Ừ. Con sống. Mày tới đây. Come here boy. Come here boy. Ha. Come here boy. Ha. Yep. Easy. 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 Easy busy, easy busy. Sợ này, sợ này, sợ này. Sợ này. Ui, phải chưa. Phải cái, phải cái xịt chưa. Có vẻ là tôi sẽ thắng ván này thôi anh em ạ. Tại tôi có từ kinh nghiệm. Mày xạo, tôi đã có kinh nghiệm từ trước rồi. Nên là sẽ dễ thôi, sẽ dễ thôi. Ui. Bắn phát nào, chuẩn phát đấy. Chạy đâu cho thoát. Chạy đâu trời ơi. Xuống đây, xuống đây. Come on. Sợ rồi đấy. Nó sợ rồi đấy anh em. Còn quậy được. Còn quậy được. Lên level. Bùm. Ui. Yeah, yeah. Nói chung là game này là cũng nhiều người chơi đấy. Tôi hồi xưa tôi cũng chơi là ok, cũng được đấy. Có Batman tùm lum hết đấy anh em ạ. Tuy nhiên là hồi nhỏ tôi sẽ chọn Batman rồi. Xanh mày. Có cái nút nào khác không? Hình như không có nút nào khác nha. Ui, nhưng không có nút nào khác đấy này mà. Bố, đứng. Nhảy về mà không chết. Bố. Thôi được. What the f***. Tính ra là tôi đưa qua cái giải phân cách luôn rồi đấy. Để tôi để yên cho nó đẩy coi. Liệu nó có rớt không hay là tôi rớt. Ơ à? Trời ơi. Ây. Đạp cái mức là không được anh em. Mày đưa cái giò, mày đưa cái giò của mày lên hả? Mày đưa cái giò của mày lên hả? Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy. Mày sao? Wow!